Mình xin chào tất cả các bạn nha. Tối nay thì mình có một con heo đẻ các bạn. Bây giờ mình thấy nó bể nước ối nãy giờ cũng khoảng 20 phút rồi mà nó gặn hoài gặn không ra nha. Đây mình quay nước ối cho các bạn xem nè. Đó, nó bể nước ối rồi mà nó gặn hoài gặn không ra. Thì bây giờ có thể là mình đưa tay vô mình can thiệp. Các bạn lưu ý á, đối với trường hợp con heo tơ, các bạn đưa vô tới cái cổ tay của mình nè. Mà nếu mà cảm giác nó có khoảng 3 lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay của mình á thì đó là con heo tơ, heo con nó chưa xuống tới đó thì nó chưa bể cái bàn đó thì bể nước ối cũng không ảnh hưởng gì hết nha các bạn. Còn đối với trường hợp con heo gạ thì bể nước ối trong vòng từ 5 đến 10 phút thì heo con nó sẽ xuống. Nếu mà nó gặn không ra thì các bạn phải đưa tay vô các bạn can thiệp, các bạn kéo tiếp nó ra nha các bạn. Còn đối với trường hợp con heo tơ là nó có cái màng đó thì heo con nó chưa xuống thì chưa bể nha. Đối với trường hợp heo tơ thôi, còn heo gạ thì nó bể nước ối là heo con nó xuống nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ đưa tay vô mình kiểm tra con heo này, coi nó như thế nào. Đối với trường hợp con heo tơ các bạn là nó bể nước ối là lâu rồi mà nó chưa có đẻ được á, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là can thiệp con heo này. Một á là mình can thiệp bằng tay. Cách thứ hai là mình sẽ can thiệp bằng que phối để xem là con heo là con nó xuống tới hay chưa nha. Ví dụ như là cách thứ nhất á, chúng ta can thiệp bằng tay thì chúng ta đưa tới cổ tay của mình. Đối với trường hợp con heo tơ thì nó mình đút vô tới cổ tay thì cảm giác nó khoảng có khoảng chừng 3 lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay thì heo con nó chưa xuống tới đó, nó chưa bể cái màng đó thì không sao hết các bạn, dù cho nó bể nước ối rất là lâu luôn không sao. Nhưng mà con heo gạ nếu mà nó bể nước ối á thì trong vòng từ 5 đến 10 phút thì heo con nó sẽ xuống. Nếu mà nó gặn không ra thì các bạn đưa tay vô các bạn kéo heo con ra nha. Rồi cách thứ hai á là chúng ta dùng que phối. Cách này đơn giản để quay sát lại mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Bên đây là cái que phối nè, ở đây là cái que phối nè, đây là mình dùng que phối một lần thì mình đưa vô kiểm tra nha. Con heo này mình kiểm tra rồi nhưng mà bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để xác định con heo nó chưa xuống các bạn. Ví dụ như que phối này là khoảng hai gần 3 gang, mình đo như vậy nè, 1 gang nè, 2 gang nè, gần 3 gang của mình, nhưng mà con heo nó còn cách khoảng 2 gang nữa nó mới xuống tới nha. Mình đưa vô thử rồi, nó chỉ còn bao nhiêu đây thôi, mình đưa vô tới đây luôn nè, đó đưa vô nhiêu đây là khoảng 2 gang. Cái que phối này nè các bạn, cái que phối này thì các bạn dùng ghe quay trơn á, các bạn thay ghe quay trơn để cho nó trơn nha, rồi các bạn đút vô từ từ như cái quà của nó đi, các bạn cứ đưa thẳng thẳng vô giống như mà lúc các bạn phối heo gì đó thì tới đâu mà đụng dẫn tới cái sực cái gì đó là heo con nó xuống rồi. Mình kiểm tra là mình đút vô tới đây luôn nè, đó mình chỉ còn cầm như thôi, còn như là đút vô hết luôn rồi là heo con nó xuống được khoảng 4 gang nữa, khoảng 4 tấc nữa heo con nó mới ra tới. Thì khi nào mà con heo con nó ra tới á, thì cái màng ngoài này nó bể. Mình cũng đưa tay cho mình kiểm tra rồi, cái màng ngoài này nó chưa bể nha các bạn. Đó là hai cách mà để thăm heo con là đơn giản nhất. Cái cách này á, là dùng cho các bạn mà nhát tay á, thì các bạn đưa vô. Thì các bạn nào mà móc thường xuyên, các bạn dạng tay á, thì các bạn đưa tay các bạn vô. Cách nào cũng được hết các bạn. Nhưng mà cái cách này á, thì nó sẽ hạn chế con heo nó bị viêm hơn nha. Rồi mình để một tí nữa con heo nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Các bạn đoán xem là con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha bạn. Các bạn nhìn thấy cái bụng của nó nè. Cái con này thì mình đoán là nó dao động từ 12 đến 14 con. Đây là heo hai máu, heo tơ, lứa đầu tiên. Thì các bạn cùng đoán với mình bình luận xuống đầu video để xem cuối video là nó được bao nhiêu con nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh mình, ủng hộ mình trong thời gian qua nha. Heo mình đang gặn chuẩn bị ra con đầu tiên nè các bạn. Các bạn nhìn nè nha. Con heo nó sắp ra nha các bạn. Rồi, con đầu tiên ra nha các bạn. Đó. Con đầu tiên rất là to luôn các bạn ơi. Cái con đầu tiên á, thì nó cũng khá to đó các bạn. Các bạn lưu ý nha, cái con đầu tiên này nó bị kẹt các bạn. Nó gần ra tới ngay chân chỗ mà cái đường đẻ đó với cái hậu môn của nó đó. Cái mỏ của nó xỉa lên cái hậu môn các bạn, nó dướng lại chỗ đó. Các bạn nào nuôi heo nhiều á, thì các bạn sẽ gặp cái trường hợp đó nha. Khi mà con heo nó cố tình nó gặn quá trời gặn luôn mà nó không ra mà con nó tới đó rồi thì các bạn đút cái tay vô các bạn sửa để các bạn kéo cái mũi nó ra nha. Cái mũi nó sọ, cái mũi của nó chổi lên ngay chân chỗ cái hậu môn á là nó dướng ngay chân chỗ cái miếng lớp da lớp mỡ ở trong á, là nó dướng cái mỏ nó lại là nó không ra được nha. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Bây giờ để mình lau chùi con này đi. Con này nãy giờ nó cũng lâu lắm rồi đó. Mình đợi nãy giờ khoảng 40 phút rồi. Nhưng mà nó mới gặn, con nó mới xuống đây đó.
Đây mình quay cho các bạn xem con heo mình là con đầu tiên nữa bạn. Đây là con cái các bạn ơi. Đây là heo mình dùng để thay đàn hậu bị nha. Đó, một con. Rồi các bạn đón xem cái con thứ hai nữa nha các bạn. Rồi một tí nữa thì nó đẻ con thứ hai thì mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Đó, mấy đàn này giác tối nó bú nhìn các bạn nhìn mê luôn á. Rồi, con thứ hai ra luôn các bạn ơi. Đó, để mình kéo tiếp nó ra nha các bạn. Heo này rất là to luôn các bạn. Heo này to mà mình đoán dao động từ 12 đến 14 thì không biết là có đạt hay không nha. Con này còn to hơn con đầu tiên đó các bạn. Để bây giờ mình lau chùi con này đi. Rất to, rất dài đòn luôn. Tại vì tinh giống mà. Con này tiếp tục là một con cái đó các bạn. Rất là dài đòn luôn nha. Đây nè. Đó, con thứ hai là con nằm trên nha. Đó. Bự hơn con thứ nhất luôn, hai con cái vậy nha các bạn. Heo mình ra con thứ ba nè các bạn. Đó. Con nào cũng to hết các bạn ơi. Ba con rồi nha. Còn bài bên kia nó bú kìa. Rồi để mình lau chùi con này nha. Rồi tiếp tục con thứ tư luôn nè các bạn. Con thứ ba, con thứ tư luôn này nha. Đó. Quá trời luôn rồi. Đó, con thứ tư mình vừa mới chùi mũi xong mình quay cho các bạn xem đó. Heo này đẻ con rất là to luôn các bạn. Bụng cũng còn rất là to luôn nha. Các bạn cùng đón với mình là con heo này nó được khoảng bao nhiêu con nha. Mình đón là dao động là từ 12 đến 14. Đây là heo tơ nha các bạn. Heo đẻ lứa đầu nha. Đó, bầy 21 con bên đây. Hiện tại là còn 15 con nha. Trong này 3 con nè các bạn. Rồi để mình buộc rúng mình chùi con này đi. Rồi mình đưa vô thì mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Heo mình mới đẻ ra một con đó các bạn. Con này là hiện tại con thứ 5 nha. Nè các bạn nhìn bụng xem nè. Con bụng rất là to luôn, nó u nè. Đó, mình quay ngang cái bụng nó u nè các bạn. Các bạn thấy cái đường giữa đó không? Nó u đó. Là heo của mình là còn rất là nhiều luôn nha. Mới 5 con thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình lau chùi con thứ 5 á, thì mình đưa vô rồi đợi con thứ 6 thì mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Mới vừa ngồi xuống nó đẻ ra rồi, không kịp quay lúc mà nó sinh ra cho các bạn xem nữa. Rồi mình cho con thứ 5 vô chung với bầy đó luôn các bạn ơi. Con thứ 5 này là nó nhỏ nha, nó cũng tương đương với con đầu tiên vậy đó. Đó, hiện tại là 5 con. Anh chị em nó vô trong đó đi. Hiện tại là 4 cái một đực các bạn. Đó thì các bạn cùng đón với mình là con heo này sinh sản được bao nhiêu con nha. Đây là giống hai máu đợt hết lứa đầu tiên. Đây là nái CP. CP đây là lứa như là thứ 6 rồi các bạn. Rồi con bên đó là con đờ hết. Con đằng kia là cũng đờ hết luôn nha. Rồi tiếp tục con thứ 6. Cái chân nó ra trước luôn các bạn. Nó rút chân lại rồi kìa. Rồi cho con mẹ nó gặn cái nữa cho con nó ra luôn nha. Rồi gặn mạnh cái cho con ra luôn nè. Gặn đi. Một, hai, ba, gặn, ra. Gặn đi, ra nè. Rồi con này chắc mình phải kéo chân tiếp nữa các bạn. Để cho con heo mẹ nó khỏe nha. Rồi ra luôn các bạn ơi, không cần kéo luôn. Đó, một con tiếp nha. Con này con thứ 6 nha các bạn. Heo mình nó đẻ rất là to, rất là đều, to luôn. Đó, 6 con rồi nha. Rồi 6 con rồi, con mẹ nó muốn gặn nữa hay gì đó. Để mình kéo con này ra đi, để coi có con nào nó ra nữa hay không nha. Hiện tại là heo mình được 6 con các bạn. Hiện tại là heo mình được 6 con, nó chưa gặn nữa nha. Đó, 6 con, rất to và đều luôn. Mà bụng vẫn còn to và nhô cao nha các bạn. Để mình quay bụng nè. Đó, bụng vẫn còn to và nhô nha.
để xem mấy cái bầy này nó bú sữa tới đâu rồi. Bầy này á thì hôm nay nó uống được hai bịch sữa, mò hai nắm ca, hai muỗng amox và 4 nắm cắm tập ăn. Bầy này thì chắc một tí nữa mình thay, rồi sáng mai mình thay một cái nữa các bạn. Rồi bầy bên đây, bầy bên đây hồi chiều nó uống còn dư thì mình không có cho nó uống nữa, tối nay mình cho nó bú sữa mẹ nó luôn. Bầy này hôm nay á, là nó uống được gần một bịch sữa rồi, mình thấy con mẹ nó thở nhiều quá, tại vì có thể là con mẹ nó dư sữa các bạn. Bầy này nó đẻ 20 con mà khô một con, ngọt hai con, là nó còn 17 con, có một con bị tật là nó bị hao luôn. Rồi còn hai con nó rớt xuống cái kẻ này các bạn. Hai con nó quá nhỏ đi, nó rớt xuống kẻ này, rồi mấy con hậu bị á là nó ủi, rồi mấy con đó nó mệt quá thì nó cũng hao luôn. Rồi con thứ sáu chuẩn bị ra luôn các bạn ơi. Các bạn thấy nước ối của nó chảy ra không? Chảy ra là con nó xuống các bạn, là con nó ra nha. Đó, con thứ sáu nha. Mình quay ra gần lại cho các bạn xem nè. Con thứ sáu này thì rất là to luôn nha. Con này to như cái con thứ ba, thứ tư gì đó các bạn. Đó, con này là con thứ bảy các bạn, mình nhầm nha. À, trong sọt là 6 con rồi. Đây hiện tại là trong sọt là 6 con. Con này là con thứ bảy nha. Để bây giờ mình buộc cuốn rồi mình lau chùi cho nó sạch đi, rồi mình để chung với anh chị em của nó nha. 7 con. Mình nhớ nhầm. Đây heo mình mới vừa ra con thứ 8 luôn nè các bạn. Đó, con thứ 8 nha. Rồi bây giờ để mình kéo nó ra, để nó nằm chổng ngược tội nghiệp nó quá. Rồi, nằm như vậy lại thích hơn nằm nãy không? Nằm dĩa khỏe không? Rồi mình để mình lau chùi cho nó để nó lạnh nha các bạn. Quá trời luôn rồi. Heo này rất là to là đều luôn nha, con thứ 8. Rồi quay bụng nó luôn. Bụng vẫn còn nhô nha các bạn ơi. 8 con rồi bụng vẫn còn nhô nha. Các bạn cùng bình luận xuống với mình là heo này đẻ được bao nhiêu con nha. Mình thì đón dao động từ 12 đến 14. Thì các bạn đón bao nhiêu các bạn cứ bình luận xuống nha. Để xem cuối cùng là con heo này nó đẻ được bao nhiêu con. Đây heo mình trong sọt hiện tại là 8 con nè các bạn. Đó, được 8 con nha, 3 đực và 5 cái. Mấy con heo này nó thức nó nhoi quá trời luôn các bạn. Nó thức, nó bú, nó dành, nó la sùm hết trơn á. Mấy con mấy bầy đằng này nó cũng thức rồi nè. Đó, bầy nào cũng thức cũng dành hết trơn á. Dành bú la nhoi hết trơn. Rồi bầy bên đây anh Bằng bắt rồi nè, còn một con để lại. Một con các bạn có thấy cái phần mà chỗ trứng dái của nó. Đó, phần mà chỗ cái trứng của nó mình thiến xong á là nó có một cục chỗ đó nên mình để lại nha. Những con như vậy bị lỗi thì mình để lại chứ mình không có giao cho khách nha các bạn. Còn bầy bên đây thì mình để không có đèn luôn, tối nó ăn nè. Rồi mình quay trở lại với con heo đẻ của mình nha. Rồi heo mình con thứ 9 ra các bạn ơi. Đó, ra đít trước nha. Đây là con thứ 9 nè. Rất là to, rất là dài đòn luôn. Chắc con này con cái hay gì rồi. Để mình kiểm tra coi phải cái không mà to dài đòn quá nè. Rồi. Con này đúng như mình đoán luôn các bạn. Con này đúng như mình đoán luôn, con cái nha. To dài đòn đó. Con cái nha. Đúng mình như mình dự đoán luôn, to cái. Rồi các bạn xem con này nè, bú xong no rồi vô đây ăn rồi nằm ngủ trong đây luôn nè. Để một tí thì mình kéo nó ra đó, ăn no rồi vậy đó. Coi gà thở hủng hỉnh nha. Rồi heo mình con thứ 9 ra nha. Rồi bây giờ để mình lau chùi con này đi, mình sạc điện thoại một cái. Điện thoại mình bây giờ báo pin yếu rồi. Heo của mình nó mới vừa đẻ ra hai con một lượt luôn nè các bạn. Một con trước con sau nha, nhưng mà hai con một lượt nha. Cái con này trước các bạn, mình vừa kéo dây gúng ra, chưa kịp đưa cầm con heo lên nữa là cái con này là nó chào ra luôn rồi. Hiện tại là hai con một lượt luôn nha, là con thứ 11 các bạn. Cái con ra trước này là con thứ 10 nè, con ra sau này là con thứ 11 nha. Bây giờ để mình lau chùi vô rồi mình bỏ nó vô khoảng 5 phút để cho nó cứng cáp đi. Rồi một tí nữa mình để cho nó bú rồi mình quay tổng thể cái đàn của mình cho các bạn xem. Hiện tại là heo mình 11 con mà vẫn còn heo đó các bạn ơi.
Các bạn nhìn bụng nè, nó vẫn còn nhô nha. Còn nhô là còn heo nha các bạn. Bụng ở giữa các bạn, cái đùi kìa tới cái bụng đó. Vẫn còn nhô là còn heo nha. Rồi bây giờ để mình lau chùi hai con này đi, rồi mình quay tiếp cho các bạn xem. Các bạn cùng đón với mình là được bao nhiêu con nha. Heo này sắp đến giờ phút gây cấn rồi các bạn. Giống như là FIFA luôn rồi. Ở đây hai con mình mới vừa lau chùi và mình buộc rúng xong nè các bạn. Bây giờ mình để chung với đàn nó đi. Rồi một tí nữa mình cho nó bú nha. Đó, có 10, 11 con. Đó, một sọt đầy nhóc luôn rồi các bạn. Heo rất là to, đều luôn nha. Vẫn còn nha các bạn, chưa hết nha. Bụng nó vẫn còn nhô nha, nó còn nhô ít. Mình mong là nó còn 3-4 con nữa đi, nó vẫn còn nhô đó. Heo của mình nãy giờ nó được 11 con các bạn. Mình thấy lâu quá, mình cũng thấy nó gặn 2-3 cái mà không ra. Thì mình kiểm tra thì cũng vẫn chưa có nha. Rồi mình đưa tay vô kiểm tra thì mình kéo được một chùm nhau nhỏ nha các bạn. Bây giờ mình mới chích oxytocin cho nó xong. Đợi một tí nữa coi là nó còn con nào nữa hay không nha. Mấy bầy này bú xong, thức dậy bú nữa nè. Quá trời luôn rồi. Để mình thay cái máng sữa mới này cho nó luôn nè. Nãy giờ thì mình chích oxytocin được khoảng 15 phút mà chưa thấy con heo nó có động tĩnh gì hết trơn các bạn. Bây giờ mình quyết định mình thả cái đàn nó ra cho nó bú trước đi. Rồi những con còn lại á thì nó đẻ sau thì mình cho nó bú sau nha. Bây giờ mình cho 11 con này ra bú trước nha các bạn. Bây giờ để mình bắt mấy con này qua cho nó bú trước đi các bạn. Rồi những con đẻ sau thì cho nó bú sau nha. Rồi bây giờ mình thả mấy con này qua ra cho nó bú trước nha các bạn. Đây mình quay cận cảnh lại cho các bạn xem cái đàn heo của mình nó bú mẹ đây nè các bạn. Đó. Tổng thể cái đàn heo này nha. 11 con nha các bạn. Rồi mình để nó đi, rồi một tí nữa thì con nào đẻ tiếp thì mình quay tiếp và mình cho nó bú sau. Các bạn thấy kênh của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình trong thời gian qua. Quay nó bú cho các bạn xem nè, nãy giờ nó chưa làm quen được cái vú, bây giờ là nó tìm được vú nó bú rồi nha. Đó. Heo rất mình rất là đều các bạn. 11 con, 6 cái và 5 đực nha. Rồi để mình chờ coi là còn con nào nữa hay không nha các bạn. Mình thấy bụng nó vẫn còn nhô nha. Đó, bầy bên đây bú thì bầy bên đây cũng bú luôn. Đó. Bầy nào cũng đều hết trơn các bạn. Mấy bầy này đẻ ra mình không có tắm nè, nó dơ nè, coi đầu nào không lấy nè, nó đóng đó, bầy nào cũng dành bú hết trơn á. Rồi hiện tại heo mình chắc chỉ có 11 con thôi các bạn, nó đã ra nhau nhiều rồi nha, nó đã ra nhau nãy giờ đã 3-4 chùm rồi, nhiều rồi đó. Mình quay lại 11 con mình đếm lại cho các bạn xem nha. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Và ở đây một con nữa là 11 con. Tổng đàn của mình là 11 con, rất là đều luôn các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Đàn của mình hình như là 6 con cái và 5 con đực nha. Đó. Còn cái đàn bên đây thì là còn 15 con các bạn. Cũng rất là đều heo luôn. Đó, mấy đàn của mình nè. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình trong thời gian qua. Còn đây là mấy cái đàn heo thịt của mình. Đó, ăn no rồi ngủ rồi nè. Đó, đàn heo thịt của mình ăn no rồi ngủ. Ở đây thì mình quay đàn nái của mình cho các bạn xem nè. Đó, con nào con nấy ăn no ngủ khò khò ngáy o oi các bạn. Quá trời luôn. Bên đây nè. Đó, bên đây là đàn heo thịt nè, nó gom về một góc nó ngủ nè. À, bên đây là đàn to có được có mấy con à. Được giá mà không có được nhiều heo nha. Chủ yếu là mình bán heo con hết các bạn, còn heo thịt đó thì mình nuôi ít thôi.